ông lo cái như bố mẹ tôi lo. Mà lần sau anh em ạ, bảo thằng Giang nó 9 giờ về thì nó 9 giờ về chứ không 5 giờ về. Thứ nhất là mà gì ạ? Thứ nhất đâu, là đấy lần trước. Lần trước đấy có mấy hôm mày chả 9 giờ 5 giờ về mày mỏi chơi à? Ừ thì còn thôi gì ấy ạ? Đi. Mà xong rồi hôm trước hôm qua bố tôi bảo 5 giờ thằng Liêm bảo 5 giờ mày về sao lại mò đi chơi à? Thì có mấy hôm mày trả 5 giờ về mày mò đi chơi gì? Vãi chưởng các bạn. Thế xin lỗi cái sàn lên ông chủ nhà nhá. Xin chào các bạn, mong các bạn đã chạy được lời tử tình được cắm phát di sản của mình. Di sản quá tổng. Đúng rồi. Đúng. Nào, vào nguồn nhá. Ok, vào nguồn. Nào, đã có ai livestream mà. Ô kìa, ba người, vâng. Đợi, đợi tớ tí, tớ đi lấy cái dây sạc điện thoại, mệt quá. Chủ nhà có cái dây sạc đây đi. Vâng, konnichiwa mọi người, hé không? Thì bây giờ tớ sẽ cho mọi... Chưa gì hãy một like rồi. Lại Thảo đúng không Thảo? Mày đúng không? Vâng, hai bạn, konnichiwa hai bạn. Không, cái dây sạc đỏ đỏ mà chị cầm nó. Thôi, mày cầm cái dây sạc đỏ đỏ thì mai trời hết. Đấy, dây nào, vẫn một bạn xem. Tôi đi chơi ba bạn nhé. Ông vô tình không? Ông vô tình. Tôi rửa người thì được không? Phải trưởng quá không? Đây thì hôm nay bực các bạn quá. Cho xem trước tài liệu trước này cho nó đỡ bất ngờ. Hôm vâng thì bãi trưởng bạn vô tình thêm vai tắm chưa? Tôi chưa tắm, tôi không thích tắm, tôi thích rửa người thì sao? Tôi thích ngủ. Tôi thích rửa cái chân tay thì làm sao? Bạn cứ đùa. Ok. Thế hôm nay là trước tiên tớ vào hơi sớm ấy. Tại hôm qua vào một quá, tôi sợ các bạn lại lo. Senpai lại làm sao không? Mệt thật đấy. Đấy thì các bạn cứ xem đề chứ xem kỹ, tí nữa trả lời nhanh nào. Đừng trả lời đâu, mệt mỏi à. Hôm nay ông chủ nhà còn chuẩn bị sẵn cho chai nước, tha hồ mà không cần phải cốc không. Tầm này dùng cốc nó ngu người đi à. Chào ba bạn đẹp trai nhé, vâng chào bốn bạn đẹp trai quá không. Nào thì năm bạn rồi. Đang có bác có thằng AFK, phải trưởng bạn. Nào. Vô tình. Vô tình hôm nay sao sớm vậy không? Nào thì tiếp tục chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng Bư Nha Tụng Giang. Thì lại một lần nữa hôm qua thì tôi đã chia sẻ về